thai phụ U50 lần đầu đón con sau 18 năm mong ngóng. Càng gần cuối năm, tỷ lệ sinh càng tăng cao. Tất cả sẽ có trong số Phụ sản Hà Nội News ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nơi cung cấp những thông tin y tế hấp dẫn nhất trong tuần qua tại bệnh viện. Trong tuần vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện hơn 700 ca đẻ và gần 200 ca mổ phụ khoa. Năm nào cũng vậy, những tháng cuối năm thường được coi là mùa cao điểm khi tỷ lệ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tăng cao. Đặc biệt, có những ngày, bệnh viện đã tiếp nhận gần 150 ca đẻ. Nhưng các mẹ hãy hoàn toàn yên tâm vì bệnh viện luôn đảm bảo nguồn nhân lực cùng hệ thống cơ sở vật chất để các mẹ có một cuộc vượt cạn thành công. Đến với mục điểm tin nóng trong tuần, đầu tháng 12 này, bệnh viện đã đỡ đẻ thành công cho thai phụ U50 đón thiên thần nhỏ sau 18 năm mong ngóng. 5 lần thai lưu, 3 lần trở ngoài tử cung và rất nhiều lần làm thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm không thành công. Ở lần mang thai thứ 9, phát hiện mắc tiểu đường thai kỳ, chị H đã được bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám nội tiết và điều trị bằng insulin, đồng thời tư vấn chị chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học, đảm bảo cho cả mẹ và bé. Ở mốc 38 tuần 3 ngày, cuối cùng chị H cũng đã được trải qua cảm giác mãn nguyện đón con đầu lòng ở độ tuổi U50. Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp nhiều hoàn cảnh đặc biệt giống như gia đình của chị H. Với một niềm hy vọng mãnh liệt, sau tất cả, hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười với người xứng đáng. Với vị thế là bệnh viện chuyên khoa hạng 1 tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn nỗ lực mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Trong tuần qua, bệnh viện đã ký kết cùng hai đơn vị uy tín là Trường Đại học Đại Nam và Công ty Cổ phần Giải pháp Gen Solution. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ mang đến sự phát triển bền vững của các bên và mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân cả nước. Cũng trong không khí rộn ràng của tháng 12, những góc trang trí Giáng sinh rực rỡ đã xuất hiện tại các khoa khám và các khoa nội trú trong bệnh viện. Các mẹ đừng quên ghé thăm khi đến bệnh viện nhé! Trong phần cuối của bản tin tuần, chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ gửi đến các mẹ bầu lời khuyên hữu ích về chăm sóc sức khỏe trong thời điểm giao mùa. Thế còn đối với cái thời tiết thất thường kiểu như thế này, đối với các câu hỏi của các bạn thì thứ nhất là mình sẽ vẫn phải luôn có những cái dự phòng. Thứ nhất là về quần áo mình cũng có thể dự phòng. Thứ hai là mình cứ mình cũng nên có một cái thói quen là mình xem thời tiết ngày mai dự báo thế nào và có cái niềm tin đối với cái dự báo thời tiết đấy. Thế còn đối với cả việc tăng cường sức khỏe thì như này, vì các bạn có bầu thì các bạn cũng thường xuyên uống sắt, đúng không ạ? Và các bạn uống vitamin tổng hợp, cho nên là nó cũng sẽ tăng cường miễn dịch lên. Ngoài ra chúng ta có thể ăn một số các cái thực phẩm mà nó mang lại cung cấp nhiều vitamin hơn, ví dụ như là hoa quả, một số các loại rau, đúng không ạ? Và có một cái nữa là vệ sinh. Đó, một cái mà nó cũng đã đỡ hơn rất nhiều, đó là mình vệ sinh răng miệng cũng là thật là tốt. Là mình có thể xúc họng này, đúng không ạ? Mình có thể xúc họng nước muối, mình có thể xúc họng, thậm chí mình ngậm một chiếc mật ong. Một vài cái sản phụ và một vài cái kinh nghiệm dân gian cho thấy rằng là đôi khi bạn có thể có ăn những cái thực phẩm mà nó có tỏi một chút, rất là sát trùng. Một số các loại rau trong thiên nhiên cũng rất là sát trùng, ví dụ như tía tô cũng là một cái thực phẩm mà mang lại rất nhiều những cái kháng sinh tự nhiên, hoặc là rau diếp cá, hoặc là rau kinh giới. Giữ ấm này luôn luôn có dự phòng này, tăng cường vitamin này, bổ sung bằng các cái thực phẩm của mình có lợi của mình này, và uống thêm nước. Và lời khuyên của bác sĩ đã khép lại số Phụ sản Hà Nội News ngày hôm nay. Các bạn đừng quên truy cập vào hệ thống kênh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để cập nhật những thông tin y tế mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho chương trình và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại.